chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh Ngôi sao. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút mỗi tối thứ Hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chương trình của chúng ta do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Bàng thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm quen với đội chơi đầu tiên. Xin mời quý vị cùng làm quen với đội đẹp hơn. Em biết tại sao gọi là đẹp hơn không? Tại sao vậy? Dạ, tại xấu quá, xấu quá. Tại nguyên một cái đội toàn con trai, có mình em là nữ cho nên đội em đẹp hơn. Không ai duy nhất trong trường hôm nay. Rồi bây giờ chắc em là trưởng nhóm, mời em giới thiệu về mình. Wow, dạ em tên là Mia, năm nay em 16 tuổi và em là. Alo. Dạ. Chương trình ơi, 16 tuổi không được chơi game nha. Alo. Không miệng hả em? Dạ. Miệng hay gì? Bao nhiêu em? Bao nhiêu? Xin lỗi mọi người, nói thật ra là em 29 tuổi rồi và em là trưởng nhóm nhạc trẻ mới nổi. Em giới thiệu về mình đi, Phi Nguyễn. Dạ, xin chào quý vị khán giả xem chương trình Bản lĩnh Ngôi sao. Ủa em mặc đồ gì như là công nhân tan sở vậy? Dạ không anh, em nay theo cái style là thợ sửa ống nước, sửa điện nữa đó. Thành viên thứ ba mời em. Xin chào mọi người, mình là Tống Hạo Nhiên, mình là một ca sĩ tự do. Rồi, đội của mình tên gì? Dạ đội công khai. Dạ đội công khai à. Sang nha quý vị. Tên của đội công khai. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ được mình thấy luôn. Chào các bạn. Chắc là đây là một nhóm nhạc đúng không? Dạ. Các bạn tên gì? Em tự giới thiệu nhóm tụi em là Dominix. Tụi em có 3 thành viên và em là trưởng nhóm, em là KBin. Em là Huy Nguyễn ạ. Em là Quang Hiếu. Dạ. Ba bạn là nhóm của các bạn được thành lập bao lâu rồi? Nhóm chúng em thì bước ra từ một chương trình, một cuộc thi thì khoảng được 1 năm. Thì tụi em được thành lập và đến với chương trình hôm nay thì tụi em đang rất là bỡ ngỡ tại vì các anh chị già dặn quá, không biết các anh chị có đè bẹp chúng em hay không. Không hề, đừng nghĩ vậy. Em nói vậy cho anh vậy đó chứ hiện rồi. Em hơi nhỏ bé, nó hơi sợ. Em dùng cái từ gì mà đối với nghệ sĩ là già dặn. Già dặn em ơi. Chẳng khác nào em nói chị Mia là chỉ già. Đâu, chị Mia 16 tuổi mà. Không, tụi anh chị bên đây không bao giờ lấy cái số tuổi để đè tụi em đâu. Chú Phi Nguyễn là gấp đôi tuổi của cháu nha. Nói như vậy. Bây giờ đội của tụi em là sẽ lấy tên gì? Ê, nghe nè, gợi ý cho. Bên đây công khai rồi, bên lĩnh đội là công công đi được không? Thì bên đây công khai thì bọn em lén lút đi. Lén lút đi em. Lén lút công khai à? Thôi, lén lút nó nghe hèn quá. Mình lấy cái tên là len lén đi. Len lén đi cũng được. Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi của ngày hôm nay. Một bên là đội công khai và bên là đội len lén. Chào mừng quý vị cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh Ngôi sao. Quý vị thân mến, thể theo lời yêu cầu của Mia đã gửi đến chương trình, Mia rất mong muốn được theo dõi những trận đấu đô vật Mỹ trên sàn thi đấu của chúng ta. Tuy nhiên, đây là một chương trình cần phải đòi hỏi phiên bản nên chúng tôi đã thiết kế một hình ảnh mang tính hoạt họa hơn để giúp cho người chơi hình dung ra đè bẹp nhau là như thế nào. Quý vị nhìn thấy ở đây trên sân khấu chính là hai con Pikachu. Đây là con chị và đây là con em. Nhiệm vụ của chúng ta là ngày hôm nay sẽ chứng minh được tình cảm chị em để xem coi đội nào sẽ giành được chiến thắng. Chúng ta sẽ cử ra mỗi một đội một thành viên bước ra đội con Pikachu này vào và nghe hiệu lệnh của Nguyên Khang bắt đầu nhào vô đẩy người kia văng ra khỏi sàn. Đội nào đẩy được người kia ra không còn dính một tí gì trên sàn đỏ sẽ là đội giành chiến thắng được cộng 20 điểm. Các bạn rõ chưa? Vâng, thế theo lời yêu cầu của Mia đó. Dạ. Mia có muốn tiến cử ai trong đội của em ra thi đấu không nè? Dạ em xin tiến cử anh công nhân này đi. Anh sửa nước hả? Dạ. Sửa ống nước. Mời em bước ra đây. Rồi, bên đây. Chị My, giờ chị chọn ai thi đấu với chị á, em nhường chị chọn đó. Rồi, quyết định. Chọn em ốm nhất. Ốm nhất. Ốm nhất ở giữa. Chúc mừng anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, My ơi. Mạnh lên em, mạnh lên em. Cố lên. Cố lên em. Ê. Ê. Kìa Vy lặn ra đi, lặn ra. Yeah, hết rồi anh Khang ơi, hết rồi. Trời ơi. Thưa quý vị, Ngay bây giờ chúng tôi xin được tuyên bố đội công khai đã giành được 20 điểm. Xin chúc mừng. Mời hai thành viên tiếp theo ra đây. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu tiếp theo. 3, 2, 1, dùng. Huy ơi, cố lên. Cố lên Huy ơi. Đúng rồi. Cố lên. Mạnh lắm, gạt chân luôn. Đây, cái chân đó. Xong rồi. Chưa. Ê, ôi trời ơi. Cố lên anh ơi. Cái nữa là kêu bạn. Cái nữa. Huy ơi, phóng điện. Pikachu phóng điện. Đừng bao giờ đứng dậy. Huy ơi, cố lên. Điện rồi. Thắng rồi. Trời ơi, hay quá Nhiên ơi. Rồi, thưa quý vị, như vậy người giành chiến thắng đó chính là đội Len Lén. Xin chúc mừng. Trời, công nhận nó khỏe dễ sợ nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Với một bài tập quá nặng về đô vật Mỹ, chúng tôi phát hiện ra một điều là các chàng trai của nhóm Dominix, trời ơi, lì dễ sợ, khỏe dễ sợ, bằng mọi cách phải liếp vô được sân để tiếp tục đẩy đối thủ ra ngoài. Và hôm nay bên cạnh cái sức mạnh, chúng ta cần có sự khéo léo của đôi tay nữa. Cho nên chúng ta sẽ đến với phần gấp đồ chơi. Ở đây chúng tôi có một đôi đũa. Cái đũa này có hai công năng, một là để gấp mì ăn, hai là để gấp ly. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ dùng nó để giữ cái ly của mình. Hơi khó ha. Giữ cái ly của mình, di chuyển, bỏ nó vào trong cái rổ này. Sau đó cái ly thứ hai các bạn sẽ úp chồng lên trên cái ly thứ nhất. Các bạn rõ chưa? Và chúng ta sẽ mời hai người chưa chơi ở đợt trước bước ra đây để thi tài ở đợt này. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhẹ thôi. Kéo léo này, thăng bằng hãy bỏ vô. Ngồi xuống. Kẹp vô nách cho nó dễ nè. Đúng rồi. Thầy ơi. Đều. Anh để cái mũi xa vậy đó được đó. Đúng rồi. Xuống. Hay quá Mia ơi. Đúng rồi đó. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm thôi đó. Chị Mia cái móng tay của chị kìa. Từ từ. Giỏi ghê. Có Hiếu ơi. Cố lên Hiếu ơi. Hay quá. Yeah. Hai chị em ngồi gấp ly, chúng ta sẽ đếm xem coi. 1, 2, 3, 4, 5 ly. Và đội công khai của chúng ta 1, 2, 3 bằng 4, 5. Cả hai đội bằng điểm nhau. Hay quá. Như vậy cả hai đội được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ lượt thi đấu tiếp theo, xin mời anh thợ sửa ống nước sẽ thi đấu với bạn Da Beo. Thưa quý vị, đây sẽ là hiệp thi đấu của hai chàng trai của nhóm. Hãy xem họ sẽ thể hiện được sự khéo léo như thế nào, liệu rằng có ai có vượt qua được 5 cái ly trước đó hay không. 3, 2, 1, bắt đầu. Gần lại Phi. Gần, đúng rồi, để sát vậy đó mới dễ. Từ từ. Cái đầu, đúng rồi, cái đầu. Không, cái đầu đừng lấy bằng thước, cái đầu. Cố lên Phi ơi, gần lại. Cái đầu vậy. Từ từ, chậm thôi. Từ từ. Ok. Đấy. Phi lên đây. Đủ. Thưa quý vị, ly nhà công khai 1, 2. Ly của nhà Len Lén 1, 2, 3. Chi mà nhiều vậy? 4. Như vậy Len Lén được cộng 20 điểm, nâng tổng số điểm lên 60. Và bên đây 40. Ngay bây giờ sẽ là hiệp thi đấu cuối cùng để xem đội nào chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Chúc cô. Thưa quý vị, đây sẽ là hiệp thi đấu thứ 3 để xem coi đội nào của chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Khi mà chúng ta thấy được một điều là ở lượt thi đấu đầu tiên hòa nhau, lượt thi đấu thứ hai đội Len Lén vươn lên, và bây giờ là hiệp thi đấu thứ 3. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nhớ nha, cái đầu. Bình tĩnh nào, chậm. Cái đầu. Bình tĩnh. Chậm thôi. Đi. Không, có vẻ chân chu, Từ từ, cố lên. Bỏ đi anh, bỏ. Cái đầu á. Đúng rồi. Làm được một cái thôi là tôi mừng rồi đó. Làm một cái thôi. Gấp như là gấp bằng cái cũ. gấp. Khi ngoài kia bao khổ đầy trời. 3, 2, 1. Trời ơi, hết giờ. Hết rồi. Đừng một cái danh dự đó, đừng một cái. Gỡ lại. Số ly của đội Len Lén 1, 2. Và số ly của các bạn đến từ đội Công Khai 1, 2, 3, 4, 5. Xin chúc mừng Công Khai đã có thêm 20 điểm của mình, nâng tổng số điểm lên 60 điểm. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Sau những phần thi tốn nhiều calorie, bây giờ các bạn sẽ bước vào phòng thi đòi hỏi trí tuệ và sự thông minh. Phần thi này mỗi một đội chỉ cử ra một thành viên duy nhất đứng ở cột số 10 và cột số 1. Khi mà các bạn bắt đầu thi, các bạn sẽ mò tay vào bên trong chiếc hộp bí mật của chúng tôi là lấy ra thẻ cơ hội. Có thẻ cơ hội, Nguyên Khang sẽ đọc câu hỏi, trả lời đúng được cộng 10 điểm, bước lên một ô, trả lời sai, bước lùi lại một ô và chúng ta sẽ không được cộng điểm. Trong trường hợp kết thúc 10 câu hỏi, các bạn đứng ở cột nào thì sẽ được cộng thêm số điểm vào trong tổng điểm của mình. Hai người còn lại làm gì? Truyền năng lượng, vỗ tay, cổ vũ và nhắc bài cho bạn mình. Câu trả lời của người chơi sẽ là câu trả lời cuối cùng. Ngay khi cái tiếng tinh báo hiệu thời gian đã hết, những câu trả lời đưa ra sau thời gian ấy không được chấp nhận. Các bạn rõ chưa? Xin mời hai thành viên bước ra. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem 10 ô đó là gì. Đầu tiên sẽ là ô số 1. Tiếp theo cảm thiệt chứ. Sao? Nó wow, con này chiên ăn được. Em thấy cái gì độc độc đây? Ăn được hả? Đây là wow. Trời ơi, con này làm Singapore. Singapore. Singapore đừng nói. Cháu hết Singapore nha. Và bây giờ là 5 ô tiếp theo. Cái gì đấy? Em không nhìn thấy gì cả. Ăn được này. Hai bên khác nhau hả anh? Ăn được hả? Ngon lắm à. Bóc xong rồi ăn luôn. Singapore, bên này có Singapore. Bên này cũng cùng quê Singapore. Rắn là bò cạp bởi vì ghê quá. Ui, còn sống không? Bên này bên này cái sự sống nó nhiều hơn vậy ạ. Ai sẽ là người bắt đầu đầu tiên? Mia. Dạ. Mời em bắt vào. Rồi chỉ em bên trái phải. Rồi thẳng xuống. Trời rồi thẳng xuống. Đó. Móc đó. Ấy, ngủ em móc màu vậy. Tay tay luôn nha. Trời. Câu số 1 dành cho bạn như sau. Những dòng sông đổ ra biển hay từ biển chảy vào? Hết. Biển chảy vào sông. Biển chảy vào sông. Và đó là đáp án chưa chính xác. Sông chảy ra biển. Và bây giờ mời em. Con này anh em hay nhai xong bóc nắm lên này kéo lên tung lên trời vậy đó. Câu hỏi dành cho em như sau. Ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới nằm ở đâu? Hết. Nhật đi, trả lời đại đi. Vâng, câu trả lời của em là Nhật Bản ạ. Nhật Bản là đất nước có những cái trận động đất. Tuy nhiên, ngọn núi lửa đang hoạt động lại nằm ở Hawaii. Vâng, đó là đáp án chưa chính xác. Xin mời bạn. Chơi xong đi, thẳng xuống đi. Nhanh nào. Thẳng xuống đi. Không sao chứ. Đúng rồi. Câu hỏi dành cho em như sau. Khi mồ hôi toát ra sẽ mang theo một lượng nước và cái gì? Hết. Em nghĩ là khi mồ hôi đổ ra thì kem nền. Đó là đáp án chưa chính xác. Đúng kem nền. Nước và kem nền. Đáp án chính xác của chúng ta là muối. Rồi, đầu tiên xin mời bạn. Trong bướu của lạc đà có gì? Hết. Nước. Vâng. Trong bướu của lạc đà có gì? Không phải nước đâu. Câu trả lời cuối cùng của em là mỡ ạ. Mỡ. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Ủa? Vừa đọc được trên sách hôm qua. Thông minh. Trời ơi. Và bây giờ xin mời câu hỏi dành cho bạn. Mời bạn. Tới. Qua trái. Đó. Rồi. Mời bạn. Câu hỏi của bạn như sau. Ngược đời hạt ở ngoài da, vị bùi đậu phộng khó mà sánh ngang. Quá đều. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chịu cái điểm. Hay còn gọi là đầu lộn hộp đúng không anh? Mời em. Nhanh đi không nó cắn bây giờ. Đây thôi. Rồi ok. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Sinh quả rồi mới sinh hoa, mỗi khi hoa nở gần xa trầm trồ hết. Cây kỳ có trái trước, cây gì có quả trước? Đó chính là quả pháo hoa. Ui, à, đố mẹo. Bước lùi lại một bước. Lại rồi con này. Phải. Xuống. Rồi thọc thẳng xuống. Chưa. Đó. Lại rơi. Câu hỏi dành cho bạn như sau: người nào sở hữu cơ thể rắn chắc nhất thế giới? Captain America. Trả lời lẹ, giúp đâu? Biết, em không biết thiệt. Iron Man, đúng rồi, Iron Man. Người sắt. Người yêu của em. Thưa quý vị, người yêu của em là đáp án chưa chính xác. Em phải đưa ra đáp án đó chính là người máy hay người sắt thì mới là đáp án chính xác. Không được Iron Man luôn anh, Iron Man là đúng không? Iron Man người sắt. Trong trường hợp này thôi chấp nhận Iron Man cho được. Cảm ơn. Nhưng mà lần sau đi thi mà trả lời lung tung cho rớt. Dạ. Bây giờ chúng ta qua đến người tiếp theo, mời bạn. Đấy, lấy luôn, đúng rồi anh. Đấy, nhanh thôi. Mình đánh nhanh. Hỏi dành cho bạn như sau: mèo gì không bao giờ bắt chuột hết? Mèo máy, mèo Doraemon. Doraemon sợ chuột. Đúng rồi. Cũng đúng. Doraemon. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng, bước lên một bước. Ê, này Singapore nãy hả? Đó. Xa lắm. Nó nằm không có trúng con đó. Nằm xung chúng nó. Em thọc thẳng nó đi. Nhìn bộ móng của em giống cái trò chơi mà mình bỏ xu vô. Gấp. Bộ phim hoạt hình nào có hai chú cá hề đóng vai chính? Cá gì nhỏ phải không? Gì đó? Con gì đi tìm cái gì đó phải không? Zootopia. Đó là bộ phim Đi Tìm Nemo. Bước lùi là một bước. Dạ. Vậy hả? Mời em. Bóc lên, đàn ông nè, mạnh mẽ lên nè. Câu hỏi của em như sau: cá vàng có nguồn gốc ban đầu xuất phát từ đâu hết? Từ người ngoài chợ. Từ mẹ thiên nhiên. Cá vàng phát từ em. Trả lời đại, em Trung Quốc ạ. Trung Quốc đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Đúng rồi. Sao biết hay vậy? Rồi. Mời em. Bắt đầu em thấy áp lực rồi. Lùi về. Rồi đó, Quốc. Câu hỏi dành cho bạn như sau: tại sao loài gấu trúc lại trồng cây chuối? Tại sao? Tập thể dục chị. Tập thể dục trồng cây chuối hả? Tập thể dục để đánh dấu mùi của mình lên trên cây. Và con gấu trúc đó là địa phận của nó. Là trồng cây chuối, là nó trồng cây chuối, là nó trồng cây chuối, nó chuối đầu xuống. Mời bà. Xin lỗi đồng đội em nha. Con này chuyên nhất kìa, nó giật lại kìa. Câu hỏi cho bạn như sau: đàn ngỗng trời xếp thành hình chữ gì khi bay đi di trú? Hình mũi tên. Ủa chị? Hình mũi tên đó là đáp án chưa chính xác. Hình chữ V mới là đáp án chính xác. Rất tiếc. Bước lùi lại một bước. Mời bạn. Rồi lùi về đó. Câu hỏi cho bạn như sau: ấu trùng của bướm được gọi là gì? Mà làm gì? Ấu trùng của bướm. Sâu bướm đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn, bước lên một bước. Hay thế. Mời bạn. Nhanh nghe, hết chương trình, nhanh lên. Câu hỏi cho bạn như sau: trước khi hóa nhộng, sâu bướm phải làm gì hết? Phải đóng thành kén. Nó kêu là cái kén nhưng mà nó là cái gì kêu làm cái gì nhỉ? Thì cứ gọi là đóng thành kén đi. Kén à? Trước khi hóa thành nhộng, nó sẽ phải lột xác mới là đáp án chính xác. Rất tiếc, chưa chính xác. Mời bạn. Lùi về Mia. Ok. Câu hỏi dành cho bạn như sau: tổng ba góc trong một tam giác bằng bao nhiêu độ hết? Ba góc á. Trả lời đi. Không chịu nghe. 45 hả? 45 hả? Thiệt không? Không nhớ, không nhớ. Đợi đi. 45 đi anh tin đồng đội em mà. Tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ. Tổng ba góc. Câu hỏi dành cho bạn. Xuống luôn. Bóc mấy con lên luôn. Giờ một phát lên luôn. Hãy cho biết ai là tác giả bài thơ Lượm. Đúng rồi, Kim Đồng đi. Lượm, Kim Đồng đúng không mà? Kim Đồng không phải. Lượm là bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Rất tiếc. Kim Đồng. Xin mời bà. Con này nó hiền lắm em. Câu hỏi dành cho Mia: trong truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, loài cỏ nào đã cứu sống dế mèn và dế trụi khỏi chết đói sau những ngày lênh đênh trên sông nước hết? Bò ca. Loài cỏ nào á trời. Hết giờ. Thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta là cỏ nước. Cỏ nước. Xin mời bạn câu số 9. Trong truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, hai đứa trẻ đi bắt dế mèn tên là gì hết? Trời ơi. Phi Nguyễn nha. Lời đi. Trả lời khác đi. Doraemon, Dominix. Tên là Nhớn và Bé. Rất tiếc, chưa trả lời chính xác. câu cuối cùng cho bạn. Lùi về. Đó, 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 đó. Doraemon đến từ thế kỷ nào? Hả? Ủa? Nói tương lai đi Mia, tương lai là chung chung. Tương lai đúng rồi. Đến từ thế kỷ nào cơ mà? Thế kỷ 21. Thế kỷ 21. Trả lời. Rất tiếc, đến từ thế kỷ 22. Xin mời bạn. Câu cuối đấy. Câu cuối chết rồi, câu cuối. Câu cuối đấy. Câu cuối là chiến thắng. Hãy điền tiếp vào câu ca dao sau đây. Dã tràng xe cát biển Đông. ... Dã tràng xe cát biển Đông. Gà chung một mẹ chứ hoài đá nhau. Và câu chính xác của chúng ta là nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Rất tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tính vào số điểm như sau. Các thành viên của đội Len Lén được cộng 10 điểm, tổng điểm là 100 điểm. Các thành viên của đội Công Khai được cộng 10 điểm, tổng điểm là 100 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phụ. Xin mời hai đội bước lên trên. Thưa quý vị, do hai đội bằng điểm nhau nên chúng ta sẽ quyết định đội quán quân bằng câu hỏi phụ của chúng tôi. Các bạn sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Lưu ý, sau khi Nguyên Khang nói hết, đội nào bấm chuông trước sẽ bị mất lượt, đội còn lại sẽ là đội trả lời. Đội nào trả lời đúng sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp đội nhấn chuông trả lời sai, đội còn lại sẽ được trả lời. Các bạn trả lời đúng sẽ là giành chiến thắng. Trả lời sai, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Các bạn rõ chưa ạ? Và bây giờ câu hỏi dành cho các bạn như sau. Mùa gì thăm thẳm trời xanh, heo mây thoáng nhẹ dẫn quanh cúc vàng. Hết. Xin mời các bạn. Năm. Mùa thu. Mùa thu. Mùa thu, đó là đáp án chính xác. Mừng quá. Thưa quý vị, như vậy là đội các bạn đến từ Công Khai để giành được chiến thắng chung cuộc, quán quân, và đội Len Lén á quân. Và các bạn ở đây. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay hai đội đã chơi rất là khó, bất phân thắng bại, và kết quả như sau. Đội Len Lén, các bạn đã giành được vị trí á quân được 9 triệu đồng. Xin chúc mừng. Vẫn chưa vượt qua được á quân. Quán quân với câu may mắn cuối cùng xin được chúc mừng các bạn của đội Công Khai. Các bạn có 12 triệu đồng. Và đến đây thì chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Bàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng lần sau của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Ủa, anh nói tới người đẹp thôi là làm gì anh đứng tạo dáng vậy Phạm Anh? Hả? Không, tại vì thật là cái bàn này so với cái đội bên em thì nó hơi thấp thôi anh. Dạ, nó hơi thấp nên tụi em hơi khum tí xíu vậy thôi, chứ nếu mà đứng thẳng lên thì tay nó như thế này thì nó hơi kỳ. Vậy hả? Vâng, bây giờ mình giới thiệu về từng thành viên của mỗi đội. Dạ, chào anh Nguyên Khang. Ngày xưa thì em chơi nhiều lắm, em chơi chạy bộ nè, bơi lội nè, lặn biển. Có đồ vật không? Dạ, lâu lâu em có vật mà cái sâm bé bé vậy thôi.